Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo, từ 6 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2023 đến 6 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính trên đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng. Cụ thể, 2 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó có địa chỉ tại huyện Phước Long 1 trường hợp, huyện Hòa Bình 1 trường hợp. 2 trường hợp ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu có địa chỉ tại phường 3 1 trường hợp, phường Nhà Mát 1 trường hợp. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay là 22 ca, không có ca tử vong. Các trường hợp dương tính trên đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo tất cả mọi người không chủ quan lơ là, luôn đeo khẩu trang nơi công cộng, luôn thực hiện 2K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc đám đông, tự theo dõi sức khỏe. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, cần báo ngay cho y tế để được hỗ trợ giúp đỡ. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày hôm qua 19 tháng 4, toàn tỉnh đã tiêm mũi 3, mũi nhắc lại lần 1, mũi nhắc lại cho mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên 218 mũi, tích lũy 413.061 mũi, đạt 91,7%. Mũi 4, mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên 684 mũi, tích lũy 195.009 mũi, đạt 84,6%. Mũi 1 cho trẻ từ 5 tuổi đến 11 tuổi, 88 mũi, tích lũy 95.884 mũi, đạt 105,9% kế hoạch. Mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, 63 mũi, tích lũy 86.311 mũi, đạt 95,4% kế hoạch.